nói chuyện đi. Nói đi. Cho Tuấn Hiển bỏ gì vậy? Mày nói gì nó tức nó bỏ rồi. Con nói gì đâu? Mày biết nó mà bỏ nó hoài. Ủa con mới... Mày nói chuyện nó đi. Nó nói mà trời nó hoài. Ê, Khoa mới về tới. Ủa? Cái gì? Mới về tới nè. Trời ơi, rồi đi Vũng Tàu vui không? Vui, ra gặp chồng rồi. Trời ơi, tùy ha. Tùy nè, mới về tới luôn nè. Rồi. À, mới về tới nè. Rồi, ok Khoa. Nè, có mà đi vui vẻ không? Vui đã vẻ. Xác nhận đâu coi. Rồi, đúng rồi, đã đi về rồi nè. Ra ngoài có tắm biển không? Có chứ. Tắm biển luôn hả? Ờ. Trời ơi. Rồi quá, hồi trả vé lại nè, có bằng chứng đàng hoàng. Rồi tiền chừng nào trả? Tối đó trả cho anh. Thiệt không? Em nói thiệt mà. em nói một là một nha. Anh cứ tao đi. Tại vì nãy em mới mượn xe của đứa bạn rồi, bây giờ ra qua lý trái cổ đó. À, là xe này xe mượn luôn á hả? Dạ, xe của bà chị mới quen ở trên xe luôn á. Ôi ôi. Bà chị nó hỏi bầu bì ra sao rồi. Mới về vui ha. Hết tiền rồi. Đi xuống đó cho con đi chơi đá đi xuống. Tại vì ba không có tiền lại cho Nhật, ba có 2 triệu à. Em nói 2 triệu đãi Nhật được má. Ba có kim bài. Em chào anh ba Hân Trần, LGBT, một người anh kết nghĩa, thật là xứng đáng. Hôm nay em mới đi từ Vũng Tàu về tức thì, mới về tới nơi. Em muốn nói là em cảm ơn, tri ân, nhớ ơn, biết ơn anh ba Hân Trần LGBT đã cho em mượn tiền. Thì là tối nay em sẽ gặp người nhà để em lấy tiền và em sẽ trả lại cho anh ba Hân Trần. Em nói một lời là một lời, vì anh ba là anh ba của em. Em chúc anh ba Hân Trần một ngày mới thật nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, gia đình được hạnh phúc. Chúc anh ba sẽ tìm được một người yêu thật xứng đáng để lo cho anh cuộc sống sau này. Chúc anh công việc được thành công tốt đẹp. Và kính chào các cô, các chú, các bác, các anh, các chị ở gần xa trong và ngoài nước. Hôm nay là anh Việt Kiều, Tuấn Nguyễn bỏ chết rồi. Thế hả? Anh có biết chuyện gì xảy ra là bỏ kìa, nhìn mặt gì chết rồi. Đó. Giờ khuyên gì chết gì khuyên đi. Anh biết đâu kìa, nhìn mặt này thấy gì biết rồi. Sao bỏ vậy? Anh không biết gì chất với anh Tuấn Nguyễn là lỗi lầm gì của gì chất á. Giờ hôm nay ảnh quyết định là chặn cuộc gọi luôn, nghe không nghe luôn mà bỏ luôn rồi đó. Bây giờ bả buồn từ nãy giờ, em có lời khuyên gì khuyên? Thôi bây giờ chị Trân gửi lời với mọi người trước đi đã. Thật nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, công việc được thành công tốt đẹp, gia đình được hạnh phúc, cuối tuần được vui vẻ, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và kính chào các anh, các cô, các chú, các bạn, các chị gần xa trong ngoài nước. Kính chào anh Tony Nguyễn, kính chào chị Mỹ Dung, kính chào tất cả mọi người. Kính chào chị Thu Phương, Vũ Thu Phương. Kính chào anh Đạt ở quán phở gà bế Đạt, phố Hồng Kông. Chúc mọi người ơi, ai không đi đâu chơi thì ghé lại cá viên chiên. Vũ Thu Phương ủng hộ cho cá viên chiên và phở gà bế Đạt. Thật vui vẻ nha mọi người. Mọi người gần xa trong ngoài nước, thành phố Hồ Chí Minh được nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe, vui vẻ, gia đình hạnh phúc nha mọi người. Bye bye. I love you too, come on. Chất ơi, thôi đừng buồn nữa chất ơi. Buồn hoài vậy. Bây giờ bỏ rồi, giờ tính sao? Quen người khác. Nói chuyện đi. Nói đi. Cho Tuấn Hiển bỏ gì vậy? Mày nói gì nó tức nó bỏ rồi. Con nói gì đâu? Mày biết nó mà bỏ nó hoài. Ủa con mới... Mày nói chuyện nó đi. Nó nói mà trời nó hoài. Nói gì? Nói chuyện nó đi. Ủa con có lỗi gì mà con nói chuyện? Mày biết nói chuyện nó đi, nó cho anh qua mà cho. Ông không nghe luôn, ông chặn cuộc gọi luôn rồi. Gì? Ông chặn cuộc gọi luôn rồi. Sao biết? Nghe Tuấn Nguyễn hiện không muốn nhận cuộc gọi. Chia tay rồi. Tuấn Nguyễn không muốn nhận cuộc gọi. Mày bấm mấy cái gì đó. Đây nè, cuộc gọi nè. Tuấn Nguyễn không muốn nhận cuộc gọi. Đọc đi. Đúng rồi. Mày có chửi đó quá trời. Mày chửi đến gì vậy? Chửi lại nó. Để gọi.
ai mà gọi mà chửi ông gì vậy? Ô hồi thì tình nó cứ chửi người ta hoài vậy. Nè không nghe luôn nè. Rồi xong bà luôn rồi. Một ơi. Tại nó. Tối tối nó cũng gọi tao à, sáng nó cũng gọi à. Giờ có khuyên gì khuyên đi. Giờ không biết khuyên gì nữa. Giờ tụi với mô hủ quá à. Tụi con á. Giờ con nói chuyện với ổng. Mô hủ yên tâm đi. Mô hủ để cho con nói chuyện với ổng, xử lý ổng cho. Lát nó đầu chơi mày luôn á. Gì? Cho con là sao? Hả? Nó hỏi là dài luôn, dài xuôi luôn. Không nghe máy luôn nha. Dạ, nhỏ là dạ. Không nghe máy luôn. Thôi bây giờ bỏ rồi, nói gì nữa, biết rồi. Biết gì là biết rồi. Chửi quá trời, chửi bắt dài. Thì sao chửi ổng? Chửi cỡ ra đó, anh trời xuống quá nó dền. Mới đây sao chửi ổng? Nó nói nó chơi với mày trên Vũng Tàu, sướng quá nó dền. Tao mới chửi mày mắc dại, mày đi luôn đi nha. Ủa ổng có gặp con chim đầu nào? Gì? Ổng có gặp con đâu? Ai biết, ổng nó ổng ngủ mày ngoại nó dền. Chứ trong máy làm gì nó dền mày hỏi gì mặt coi. Dền quá trời luôn. Để nó nói đang chơi. Chưa đắt máy. Ông nói bị đó bà ơi, con đi với chồng con mà chứ ai đi với ổng đâu. Ổng nói ổng đi với mày. Ông cũng đi với con. Con thề luôn á. Nè. Con mới đi về tới nè, đi xe về nè. Con Giang về nè. Mới về tới xuất hiện luôn nè. Nó xịn quá, nó nhậu cử á. Nhậu đã nhà mới vậy á, mất dạy. Đừng có chửi ổng nữa đâu mà chứ. Mối ổng này nữa. Nó chửi hoài luôn. Đó giờ thành anh ba này giờ anh không có nhậu luôn rồi. Bỏ nhậu sướng. Ừ, đúng đó, em cũng muốn vậy đó. Bây giờ lo cho sức khỏe, lo cho cái tâm trạng nhất thôi chứ. Ngày qua anh hứa em cái gì? Mà tại sao anh uống bia? Ủa nào? Em cũng đúng qua. Đó, tào lao luôn chứ rồi. Đây nha mọi người nha. Ông ấy vừa mới đi về nha. Có bé xe ở ngoài nha mọi người. Trời ơi là trời. Trời ơi đang chán đời gặp gì đâu không mà trời. Đúng là quán bà Trân. Chán đời gặp anh Khoa vui rồi. Còn thì chán đời nữa. Có con bên cạnh mồ rồi. Mồ lo gì nữa. Hả? Sinh nhật của mẹ hậu con dự được chưa? Ok. Cho nhiều. Để nó con không biết nữa. Cho biết. Trời, cho nhiều lấy trước thì bà. Trời ơi. Tự nhiên nói trước à. Bụng nó 400 nữa đi cho đủ 1 triệu. Thôi ông mười nữa đâu. Để tôi đi trả cho ổng rồi xong rồi. Xong rồi không muốn bắt đầu ổng nữa. Để cho ông có điều ông ăn uống, bà hiểu không? Là hồi nãy nói là anh Khoa đi với lại anh Tuấn Nguyễn đi Vũng Tàu là có thiệt hay sao? Không có nha. Em đi ra Vũng Tàu lên ra chồng em mà. Cho hai người đều đi hết vậy, người đi cũng biến hết trơn rồi, bây giờ xuất hiện. Tuấn Nguyễn nó nói kìa. Anh cũng đi với con mình nè, cũng ra đó với chồng con ngoài rồi. Ổng đi, ổng dên trong máy nè, anh đang chơi qua sướng quá ha. Ha ha, ổng la vậy đó. Rồi có luôn hả? Trời ơi. Ổng muốn giỡn với mua hậu đó. Có đâu, tao hết quen ổng rồi giỡn vậy. Ổng hết quen ổng rồi, tao quen với ông Kỳ Âu. Ông mà đi vô là con chết liền á. Không, tao quen với ông Kỳ Âu rồi, tao hết quen với ông rồi. Rồi sao? Đã hết thương ông rồi, thương ông này nè. Thôi đi. Bậy nữa. Cương gọi lại coi có gọi được không? Nhá gọi nữa. Cái này là vừa đánh trống vừa lo làng nè. Con nghĩ là mới đi chơi với ảnh về cái xong rồi giờ vỗ bộ ra đây là đóng phim. Phải không? Đúng không? Thấy cười cười nè, không biết đúng không?
Có nghĩa là giữa bộ là đi chơi với ảnh rồi, bây giờ ra đây cho có mặt rồi để biết là người ta không đi chơi chung nè, đúng không? Không có mà. Chị nhắn tin nhận chưa? Anh Tuấn Nguyễn, em không đi với anh tại sao anh nói vậy? Chị có mẫu hồ của em. Đó nói không nhìn mặt ông nữa. Ông đừng mang mặt qua đây. Bất chấp. Biết. Nói vậy đó. Anh Tuấn Nguyễn, em không đi với anh. Em không đi với anh. Sao anh làm cho mộ em phải buồn? Biết đánh không? Biết. Nguyễn đánh đời chớt đánh nha. Ôm điện thoại tao, có mày hỏi tức tao. Con sợ không biết đâu, đọc chữ á. Đánh chữ rồi cho nó rõ ràng. Biết rồi. Đúng rồi, những ơi, mày có... Đó, sốc gì? Mộ hộ, không có chủ đề đang quay kìa. Mộ có chủ đề hoài vậy? Mệt quá đi. Hôm nay cho có cái áo khoác màu trắng nhìn đẹp trai ghê ha. Vì chất thì hôm nay mặc cái áo màu đen, trắng với đen rất là hợp. Nhung. Màu nhung, màu đen rất là hợp, trắng đen. Nè, xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn. Đã khóa hết rồi. Không biết chuyện này ai làm ra, chắc có nghĩ là anh Khoa được không? Ý là con nói là tình cảm của chức với lại là anh Tuấn Nguyễn á, có ngày hôm nay á là do ai làm ra, cắt đứt rồi đó. Anh Khoa hả? À? Hay là Tuấn Nguyễn? Anh Khoa với Tuấn Nguyễn, hai đứa đang chơi dơm gì? Thôi vậy là anh Khoa khóa vô nha, người thứ ba khóa vô mối tình của dì chất với anh Tuấn Nguyễn. Em mới được đi ổng nha. Anh nói lời lại nha. Dì chất nói, anh có nói câu nào đâu. Chị bỏ đi á. Em, chị Mỹ Dung ơi, cho em lời đầu tiên. Cho em chúc gia đình chị với chị một ngày cuối tuần thứ bảy thật nhiều sức khỏe, an khang, mạnh khỏe. Công việc của chị gặp thật nhiều niềm vui, thành công trong công việc của chị được thành công tốt đẹp. Dạ không chị ơi, tụi em ôm nhau ngủ không à? Dạ. Không chị, tụi em chưa có cưới nhau mà làm gì chị? Trời ơi chị ơi, nhưng mình gia đình người ta khác. Người ta bắt em phải cưới. Ta có gì anh không? Nè, vũ đi du lịch của đây nè. Hỏi khẩu mày, mày chơi mà mày với anh vậy mà khẩu ghẹt mà. Ba bốn lần không? Ghen hay gì? Nhưng mà tao ghen. Tao không đẹp mà tao đạo. Tao ghen mày. Nó có gì đâu.